Thưa quý vị, sáng nay, Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến, được kết nối từ Trung ương đến các điểm cầu cấp tỉnh, cấp huyện và cơ sở. Dự tại điểm cầu Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Hội nghị nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của toàn đảng, toàn dân, toàn quân cả nước nhằm sớm đưa nghị quyết số 06 vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Nghị quyết số 06 đã xác định mục tiêu tổng quát về quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, nghị quyết xác định cần đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hóa, phát triển đô thị bền vững theo mạng lưới, hình thành một số đô thị, chuỗi đô thị động lực thông minh, kết nối với khu vực và thế giới, tập trung hoàn thiện thể chế chính sách về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững, phát triển kiến trúc đô thị hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc. Việc ban hành nghị quyết số 06 là hết sức cần thiết vì trong quá trình phát triển đô thị ở nước ta là kim chỉ nam để thể chế hóa các quy định pháp luật nhằm tiếp tục phát triển đô thị Việt Nam có hiệu quả hơn trong thời gian tới. Nghị quyết 06 cũng nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng nêu trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 13, đô thị hóa và phát triển đô thị cùng với công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn là những động lực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.